mới đủ to lớn để đương đầu với các con gấu đực lớn tuổi hơn. Mùa giao phối thường diễn ra mỗi năm một lần trong một thời gian ngắn. Thời gian đó ở gấu trúc cái kéo dài khoảng vài ngày và vài tháng ở loài gấu đen Bắc Mỹ. Chúng tiết ra pheromone để những con gấu đực gần đó đánh hơi thấy. Loài gấu theo chế độ đa bạn tình, nhiều con đực có thể giao phối với nhiều con cái. Chỉ có gấu nâu là theo chế độ một bạn tình, chúng ở cùng duy nhất với một bạn tình trong khoảng một thời gian dài để đảm bảo thụ thai thành công. Màn tán tình ở hầu hết các loài gấu thường ngắn gọn và đơn giản, bao gồm màn chào đầu đầy cảnh giác. Đầu tiên, gấu được tiếp cận gấu cái báo hiệu ý định của nó bằng tiếng thở mạnh. Khi gấu cái thở mạnh, đáp lại tức là nó mời gấu đực tới giao phối. Bản thân hoạt động giao phối diễn ra rất chóng vánh, chỉ kéo dài từ 30 giây tới 5 phút, nhưng được lặp đi lặp lại cho tới khi thụ thai. Ở hầu hết các loài gấu, thời gian giao phối diễn ra vào mùa xuân hoặc mùa hè, khi nguồn thức ăn vẫn còn dồi dào. Trứng đã thụ tinh sẽ không được giữ lại trong vài tháng đầu tiên, để gấu có thời gian tăng cân trước thời điểm mang thai dự tính. Nhờ một quá trình thụ tinh chậm, trứng được thụ tinh sẽ trôi nổi tự do bên trong tử cung của gấu cái. Trứng chỉ dính vào thành tử cung.